Nhiều bạn yêu cầu mình hãy học combo về trái tuyết đi và combo thử xem săn bô ti ok coco hay không. Rồi, mình đã học được một combo ở trên YouTube của bạn Phơ99, người nước ngoài làm về combo trong tựa game Lockroot. Thì mình học ở đâu thì mình nói học ở đó thôi. Chứ combo này không phải do mình nghĩ ra nha các bạn. Không phải là trời ơi mình nghĩ ra cái combo này nó cực khổ lắm các bạn. Không có, mình ăn ngay nói thẳng, học chỗ nào mình kêu học chỗ đó. Rồi thì combo nó sẽ là như sau. Thì các bạn sẽ kết hợp với Electric V2 và trái tuyết, đây là liệu chắc chắn. Hiện tại mình vẫn chưa farm lên full cấp ở cái đợt up này. Thì các bạn có thể farm lên full cấp để sử dụng cho nó mạnh mẽ hơn. Còn các bạn nào mà farm lên max 600 mastery thì nó càng đỉnh thêm nữa. Rồi bây giờ combo sẽ như sau. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ bắt bằng chiêu C Electric ra. Rồi các bạn vuốt lên. Rồi các bạn V, các bạn C, các bạn X, các bạn Z, rồi các bạn F. Đấy, vậy là xong. Đơn giản, đâu có gì đâu khó khăn các bạn. Quá là dễ dàng đúng không? Nhưng mà cái combo này nó ở một cái nhược điểm là khi mà các bạn C lôi gầm mà các bạn vuốt cái lôi nộ lên thì người ta có thể bật haki quan sát, người ta né được. Nên là nếu mà các bạn muốn chắc cú mà chắc ăn nhất thì mình có tộc cyborg đây, có sẵn luôn rồi. Mình chỉ cần bật tộc cyborg nhảy vào. Rồi V, C, X. Rồi mình ép. Rồi mình ép, mình xe, mình sấy về nè. Vậy là xong rồi các bạn. Một cái combo thấy nó đơn giản nhưng mà không phải là đơn giản đâu nha. Có khi các bạn sẽ bị hụt chiêu rồi bị loạn tay. Thì mình học từ từ cũng ok à. Và cái combo này sẽ chạy được ở cái lúc mà các bạn lôi nộ lên. Nên là các bạn cẩn thận. Và ở một chỗ nữa là khi mà các bạn đánh chiêu V, tại chiêu V của trái tuyết này nó gồng á, hơi lâu một tí. Nhưng mà nếu mà các bạn làm quen rồi đó thì chỉ cần vừa dính cái lôi gầm là các bạn vuốt lên là các bạn vê sẵn luôn, là cái tay nó tự động nhấn luôn. Coi như là tay nhanh hơn não luôn đó. Tại mình luyện tập nó quá là quen thuộc, cái tay nó quen rồi, não nó không cần phải loát là cái bước tiếp theo mình cần làm gì nữa. Vậy là combo đã xong rồi các bạn. Bây giờ thì thử săn bao ti thôi nào, chứ còn chần chờ chi nữa. Kì. Không ngờ. Không ngờ cái người đầu tiên mình săn lại là Pháp Sư Trung Hoa. Tại sao lại như vậy nha? Không sao, Pháp Sư Trung Hoa cũng cho một cái lượng bounty cũng rất là ổn áp. Nên là săn Pháp Sư Trung Hoa sử dụng chiêu ép thôi là được rồi. Mấy Pháp Sư bay không mà mình bay trên đầu với Pháp Sư là lụm bounty thôi. Gì đây, sao đứng yên đây? Trời ơi, để mình giúp đỡ cho. Nếu mà đứng yên thì mình giúp đỡ. Trời ơi, mình chịu giúp lắm. Chạy vô trong rồi đúng không? Rồi vô liền. Vào đây, đậu lết không nổi hay sao trời út? Sao cầm cái cây giáo gì mà sao nó khác thường dữ vậy? Hình như là cái trái Pika được làm lại đúng không bạn? Ừ. Cư dữ à. Nhưng mà bạn đó cũng đi rồi. Được 8.000 năm bao ti. Chúng ta nào bay bay bay. Trời, một chi thần nay người ta chuyển sang, ta xài bảo tuyết hết rồi giờ xài mu chi. Nhưng mà mu chi vẫn còn OB nha. Nhưng mà bạn ấy đi rồi. Trời, tập người cá kìa. Bật tộc người cá hả? Sấy tuyết lên liền. Lóc kiểu đó, cá đào lóc nổi với trời bảo tuyết lạnh gió như thế này. Chạy đâu gấp vậy bạn? Trời ơi, một chi nữa chứ gì? Sấy. Ơi, tự nhiên đem đầu cho bạn đó sấy. Không sao. Bật tộc người cá lên bạn. Rồi chạy rồi, mình rượt theo liền. Chơi, sấy lên xong. Dễ nhân cơm bữa đó mà. Mà mấy bạn này thì trình độ cũng cao, mình thì đánh mấy bạn trên thấp được thôi. Chứ bạn trên cao đánh mình tụt quần chạy không kịp á. Làm phát nữa cho đủ 3 trên 3 luôn. Lượt đánh với mấy bạn mu chi này là mình phải bay bay trên cao vậy nè. Sấy xong, kết thúc 3 trên 3 rồi. Kiếm một bạn khác để mình săn. Cảm ơn bạn Khánh nhiều. Chắc bạn này bạn fan nè, tại cái tên tiếng Việt. Cảm ơn bạn nhiều vì đã cho mình bounty để mình có chặng đường lên tiếp theo là 10.2.3 gì đó. Ai bên kia ta cấp nhỏ vậy? Quất, quên, quất có bao ti các bạn ơi. Quất được 5.000 vậy á, quất hết. Đâu á, nhỏ chứ, miễn là cho mình bao ti là mình trà hết, trà bụi bặm luôn. Sao mà mấy bạn tập trung qua đảo bánh của mẹ lớn nhiều dữ rồi, bạn này chạy đi đâu? Đó à, lấy. Rồi, đâu rồi. À đây rồi, thấy à. Hơi bị ngáo ngơ xíu nhưng mà vẫn có thể bật cái kiên sát để thấy được bạn đó. Giờ xài có chiêu ép này mà chạy đi đâu, bao dưới biển bao kiên sát hả? Đu chiêu này hạ bằng đó nè, chạy đi đâu bao với mình. Sao chống nổi rồi, tiếp theo đến bạn này. Bạn này xài trái bớt thờ đúng không? Làm gì? Hút mình vào thế giới đây. Chơi thiệt nè, vô đây vô.
Ở cái thế giới này nhìn nó hơi bị lọn mắt nha. Hèn gì, vào thế giới này một là trốn, hai đánh nhau trong đây cũng được á chứ. Vậy là các bạn phải tập vô quen mắt trong thế giới này rồi. Vào thấy tối tăm bị lọn quá. Nhưng mà không sao, quýnh chết không chạy mà. Vô đây, bước vào quyết đấu. Nghe các bạn fan đồn đại là trong thế giới này người tạo ra được hồi máu mà không biết có thiệt hay không, nhưng mà hồi một cái lượng rất là ít. Đánh xong, bạn đó là thế giới đó đã bị hủy diệt rồi, mình có cánh cửa mở bị hút ra đây liền. Vậy mà mấy bạn tập trung đánh mẹ lớn để đông vui vậy, để mình thử chiêu về nè. Đâu, thấy bằng kia bật BB ở đây 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 ngon đây nè. Ai mà bị cấn đam cái chiêu V là mình bắt đầu mình già liền, hình như hết rồi. Bạn kia tay le về bạn ơi, tưởng bật BB là mình bừng hụt á. Bạn này đang farm ở bên đảo Sokola. Chắc là đang farm Mastery, farm cấp độ gì đó. Nhưng mà đụng mình rồi. Chicken Master Booty mà. Chuyên gia săn booty, dù gà cỡ nào gà chứ. Có bao nhiêu booty là mình thồn bấy nhiêu, được bao nhiêu thì mình cứ lụm bấy nhiêu. Mấy cái nhân vật mà chạy chạy dưới đất xa lánh liền, thường thường xài mu chi chọt lên bắt đầu combo mình đúng không? Ê, thiệt mu chi nha. Là con lâu đầu mình xuống rồi dập cùi đầu cùi cổ rồi. Này có xài bót là mình thoát được rồi. Hồi xong à. Không sao. Sô ru. Rồi. Vậy là bạn sao mình còn cái máu gì nữa mà chơi với mình. Giờ tới mình nè. Giờ tới mình già hết này đấy. Bạn hứng chịu những cái đòn combo trời giáng của mình đi. Thấy bạn ấy xài combo mình không chết là bạn ấy sẽ là người đi bức. Gì chứ? Thời nay đu em bây giờ còn cỡ chó đi dạo là sao? Giờ là ta phải dùng bão tuyết để ta bay vậy nè nó. Phải bay như vậy. Ai cha, quên cái lava nó gây sát thương. Nó núp nữa chứ. Cỡ chó mà còn chui đi trốn nữa, trốn. Quýnh cùi đầu cùi cổ trong đây là trốn. Đưa bô ti đây, có bô ti xài liền. Ta gục chết rồi, bạn Thanh. Chắc thấy mình á, nên là bạn ấy dừng lại cho mình bù tí. Thấy tên Việt Nam là thường thường là mấy bạn fan biết mình á. Mình join server có một cái dòng chữ đỏ hiện ra. Nên là bạn ấy dừng lại luôn chứ ai thì dây trốn vậy. Nè, mình sấy đến cao vậy. Ê, cái đàn đó là không được nha, gãi chiêu mình. Bảo tiết lên, rồi bạn trốn đâu? À bên đây chứ gì? Đâu, hơi ngáo ngơ xíu nhưng mà vẫn được nha. Đây. Giọng cái gì mà giọng, mình tính toán hết rồi, lóc đây nè, lên đường, bình an nha bạn, bye bye. Ui la la, hai bạn kia chơi với đằng kia vui vậy cho mình chơi với. Trời, bạn này còn miếng máu nữa chứ, ngon lành, trời ơi, dồn hai bạn vô mình làm chỗ. Trời ơi, chú V nó không hồi sớm, nó hồi sớm là được rồi. Vậy là mình truy sát bạn này, giờ mình sẽ V mình bố từ trên bố xuống này, bạn chạy đi đâu, lết dây là chạy không thoát. Trời đất, coi quên coi cấp độ. Cỡ qua dí bạn bên kia được rồi, ham hố. À được nè, gỡ lại liền. Vừa mới tung hàng khuyến mãi cái lóc ra là bạn ấy đưa tiền cho mình rồi, 12.141 booty. Quá ngon, quá thơm. Cổng ai mở 2-3 cổng chạm bá lửa, đây. À, đây đúng không, chạy đi đâu, lướt dữ dội vậy. Triệu hồi boss cũng định tay le qua bển hả, gặp mình là tay le chạy đi đâu nữa bạn ơi. Để booty lại đi, là bạn qua bển bạn tha hồ cũng farm. Đó, không phải như vậy. Qua bển farm mà không bị mấy bạn khác đánh nữa, mình giúp đỡ bạn vậy thôi chứ. Giờ tới mình qua đây xem coi. Ôi, ê, anh báo. Trời ơi, em không gặp ai chứ gặp anh là em tin mắt lắm. Anh chạy đi đâu, anh chạy đường môn trâu đường đất nào, anh lủi qua cửa chứ gì nè. Quýnh. Ủa mình lấy bô ti rồi mà. Ủa sao mình kẹt lên đây. Tại mình quýnh anh báo đi, anh báo mình luôn rồi, quất mình dính tường tới đây luôn rồi. Anh báo quá nha, anh báo mới săn được có 10.000 mấy bô ti mà anh báo em bị mất cơ hội luồn qua bên kia đánh mấy bạn kia, giờ kẹt vậy nè. Reset thôi. Còn đông. Giờ mình xài chiêu V cái là mình biết ai vô đam liền à. Đâu, người nào vô đam đâu. Ủa sao không thấy ta? Hình như là vô đam chạy ra ngoài rồi hay sao vậy? Anh báo, vẫn có anh báo ở đây nhưng mà anh báo mình cho một vé không chết rồi. Nên là anh báo cứ đánh vô tư đi báo, em giúp đỡ anh báo vậy thôi. Vậy là có bạn ngoài đây nè. Đúng không? Đó. Biết ngay mà. Mấy bạn ve chạy rồi đây, đúng rồi. Vô. Chà liền. Lôi gầm mình có rồi nè, chiêu thức cũng ổn định. Đánh xong boss luôn rồi, giờ chà nè. Lấy, lướt lên. Vậy mà để mà ấy lướt trốn. Bởi vậy cái lỗi của cái combo này là ngay cái chiêu lướt lên đó. Chỉ cần mấy bạn ấy chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua cái là lách là né được, là mình không combo tiếp được. Không sao, mình me me mình làm nhanh tay xíu nữa là được nè. Giờ mình nè,
Sô đô lại bật tóc lên. Cháy rồi, chạy đi đâu nữa bạn hô. Hết chạy rồi, chạy đường mô nào nữa. Ốc bu vàng này dễ ăn lắm, hốt liền. Ngon, ngon. Ngon, 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 giòn giòn, cảnh cảnh ngon. Của ai đây? Sao đứng đây? Ôi, vô đam, vô đam, vô đam, vô đam, vô đam. Ủa mà mình sấy sao mình nó lạng lên lạng xuống. Thôi xuống đánh luôn cho rồi, cho khỏe. Vậy đi. Đó, xài combo vào. Xe sấy xuống 10.854. Ổn, ổn. Còn hai bạn này sao đây? Trời ơi không, vô đam. Vô đam là mình quất luôn rồi. Quất được hai bạn luôn. Đánh mình chết không chạy á. Nhớ là phải cho mình chết nha. Mình chết là mình không chạy, chứ mình còn sống là mình chạy. 10.2 rồi các bạn ơi. Thôi chắc mình up clip tại đây luôn nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì các bạn thấy sao về combo này, hãy để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye nha.